Kỳ là thương trường lớn nhất thế giới. Theo Bloomberg, xuất cảng của Việt Nam, trong đó có hải sản sang Hoa Kỳ tăng gấp đôi kể từ năm 2010. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Tesh Osius, tháng 9 năm 2016, đã phát biểu tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ, nói rằng các doanh nghiệp nước mình đang kinh doanh ngày càng nhiều với Việt Nam trong bối cảnh thương mại hai chiều hàng năm đã tăng từ 500 triệu đô la lên 45 tỷ đô la. Nhưng cán cân giao thương thiệt hại nghiêng về phía Mỹ, đó là chưa nói đến việc làm Mỹ bị chảy máu sang Việt Nam. Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam vừa công bố báo cáo tình hình xuất nhập cảng năm 2016. Theo đó, Mỹ và EU là hai thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam bất chấp những khó khăn trong thời gian qua. Cụ thể là trong năm 2016, Mỹ chi tới 38,1 tỷ đô la mua các loại hàng hóa từ Việt Nam nhập cảng qua Mỹ, nhưng Mỹ chỉ bán được cho Cộng sản Việt Nam 8,7 tỷ đô la. Như vậy, Mỹ nhập siêu hơn 29 tỷ đô la từ Việt Nam năm 2016. Tình trạng trên đã kéo dài từ nhiều năm, quá lợi cho Cộng sản Việt Nam, mà lại có hại cho kinh tế tài chính, sản xuất kinh doanh của Mỹ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Donald Trump rờ gáy kinh tế Cộng sản Việt Nam. Bài viết của tác giả Vi Anh được đăng trên trang Việt Báo Online. Báo chuyên về tài chính Bloomberg ngày 13 tháng 2 năm 2017 nhận định về Tổng thống Donald Trump và ekip điều hành kinh tế thương mại trong nội các Trump thế nào cũng rờ gáy kinh tế của một số nước giao thương với Mỹ, làm cho Mỹ bị thâm thủng mậu dịch và mất nhiều việc làm của người Mỹ. Trong 11 nước đối tác thương mại lớn với Mỹ, có những nước có qua có lại với Mỹ thứ này thứ khác nên toại lòng nhau như Nhật, Nam Hàn. Lại có nước coi Mỹ như là cái vú sữa đô la, xuất cảng sang Mỹ thì nhiều, lấy tiền đô la đếm không kịp mà nhập cảng hàng Mỹ chẳng được bao nhiêu. Thiệt hại kinh tế, tài chính lao động cho Mỹ rất nhiều như Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Trung Quốc chẳng hạn. Ông Peter Navarro, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia của Chính phủ Trump, và ông Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại, không những đã báo cáo cho Tổng thống Donald Trump, cho nội các mà còn đưa lên báo, báo động tai họa thâm thủng mậu dịch của Mỹ gây ra bởi các đối tác là thủ phạm đã làm cho Mỹ chậm tăng trưởng, mất việc làm, mắc nợ như chúa trổm lâu nay. Còn CSIC, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có tiếng ở thủ đô Washington, hôm 14 tháng 2 đưa ra một bản nhận định về chiến lược kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương. Thời chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump cho rằng Việt Nam có thể là mục tiêu tiếp theo trong một cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ. Có lẽ trong giao thương của Mỹ đối với Trung Cộng, nghiên cứu quá nhiều, hết giấy mực rồi, nói quá nhiều đầy lỗ tai rồi, coi như nhân dân chính quyền Mỹ đều biết, nên trong bản nhận định chỉ nói tới Cộng sản Việt Nam là chế độ Cộng sản lớn thứ hai ở Á Châu và đồng chí đồng rận của Trung Quốc. Ông Donald Trump khi là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm ngoái, ông nhiều lần chỉ trích các quốc gia như Việt Nam đã đánh cắp việc làm của người Mỹ. Lúc tranh luận với bà Hillary Clinton, ông nhắc đến Cộng sản Việt Nam đôi ba lần. Khi đắc cử, ông ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi TPP, một hiệp ước nhà nước đã ký. Đảng Cộng sản đã chuẩn nhận. Ông còn kêu gọi đại công ty Apple đầu tư cơ sở sản xuất ở Việt Nam Cộng sản 19 tỷ, rút về, đem việc làm về Mỹ. Ông sẽ hạ giảm thuế má cho. Trả lời câu hỏi, liệu những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump như vậy có tác động gì tới quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ? Ông Murray Habeck, cố vấn cấp cao và phó giám đốc chương trình Đông Nam Á của CSIC, nói hiện vẫn chưa rõ. Có tin đại sứ Cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh tại Hoa Kỳ đã nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng ông Donald Trump sẽ tới thăm và tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay ở thành phố Đà Nẵng. Nhưng ông Habeck nói, chúng ta chưa biết ông ấy là Tổng thống Donald Trump sẽ nghĩ gì về APEC. Còn Thủ tướng nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chờ Trung Cộng bật đèn xanh. Cả hơn một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử mới điện mừng ông Trump vào ngày 14 tháng 12 năm 2016. Việc Tổng thống Trump chống lại TPP là đòn chiến lược đánh vào Cộng sản Việt Nam. Vào tháng 11 vừa qua,
Màn hình đài CNN xem tại Việt Nam có lúc bị một tấm bảng màu xanh che khuất với dòng chữ vì nội dung không thích hợp. Sau này mới biết là Tổng thống tân cử Mỹ đã chỉ trích hàng giả rẻ của Việt Nam đe dọa tràn ngập khắp nước Mỹ. Cho nên CNN đã tránh cho khán giả Việt Nam nghe thấy những lời tố cáo không hay ho này. Cái nhìn của Tổng thống Trump đối với Cộng sản Việt Nam hoàn toàn khác với mong mỏi của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam tin rằng các tập đoàn Walmart, Nike, Apple, Microsoft có thể làm cho Tổng thống Mỹ hiểu rõ hơn, hay ít ra áp đặt một hiệp định song phương. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhắc lại trước Quốc hội ngày 18 tháng 11 là Việt Nam đã ký 12 hiệp định tự do mậu dịch và sẽ tiếp tục con đường hội nhập dù có TPP hay không. Kinh tế Cộng sản Việt Nam cũng như của Trung Cộng từ khi chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt trọng tâm là tăng trưởng và xuất khẩu và đầu tư ngoại quốc, biến hai chế độ này thành kho hàng rẻ tiền, nhân công rẻ cho thế giới. Cộng sản Việt Nam miễn thuế trong vòng 4 năm đầu, giảm một nửa thuế trong 9 năm sau, điều kiện dễ dàng về mặt bằng, bất kể nhiều thiệt thòi cho nông nghiệp. Nhưng cái gì cũng có mặt trái. Mặt trái ở đây đối với Việt Nam là sự lệ thuộc vào nước ngoài, chưa kể đến vấn đề phá hoại môi trường, đãi ngộ người lao động quá tệ về lương bổng cũng như điều kiện làm việc. Xuất cảng của Cộng sản Việt Nam nằm trong bàn tay ngoại quốc, các tập đoàn nước ngoài nắm 2/3 hàng hóa xuất cảng. Việt Nam chỉ ra công rẻ, tiền lao động rẻ mà thôi. Một nhà kinh tế viết trên Le Monde Delos Matique. Một nhà kinh tế viết trên Le Monde Delos Matique ví von rằng Samsung hiện chiếm 60% hàng điện tử bán ra nước ngoài của Việt Nam. Nếu tập đoàn Hàn Quốc bị hư, như với vụ pin của Galaxy Note 7 bị cháy thì Việt Nam sẽ bị cảm ngay. Cộng sản Việt Nam còn chơi kiểu ăn gian nữa, là Cộng sản Việt Nam gia công hàng cho Trung Cộng, lợi dụng làm tại Việt Nam ghi là Made in Việt Nam để xuất cảng sang Mỹ dễ bán hơn hàng Trung Cộng. Hầu ăn tiền đầu của Trung Cộng. Xuất cảng từ Việt Nam sang Mỹ đã gia tăng gấp đôi từ năm 2010, một phần là do trò gian dối ấy lợi cho Trung Cộng, Việt Cộng, mà Mỹ thì bị thiệt hại nhiều nhất. Mỹ có tòa đại sứ, có tùy viên thương mại, có phòng thương mại ở Việt Nam, làm gì không biết kiểu Việt Nam Cộng sản chơi xấu, ăn gian này. Hoa Kỳ là thương trường lớn nhất thế giới. Theo Bloomberg, xuất cảng của Việt Nam, trong đó có hải sản sang Hoa Kỳ tăng gấp đôi kể từ năm 2010. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Ted Osius, tháng 9 năm 2016, đã phát biểu tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ, nói rằng các doanh nghiệp nước mình đang kinh doanh ngày càng nhiều với Việt Nam. Trong bối cảnh thương mại hai chiều, hàng năm đã tăng từ 500 triệu đô la lên 45 tỷ đô la. Nhưng cán cân giao thương thiệt hại nghiêng về phía Mỹ, đó là chưa nói đến việc làm Mỹ bị chảy máu sang Việt Nam. Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam vừa công bố báo cáo tình hình xuất nhập cảng năm 2016. Theo đó, Mỹ và EU là hai thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam bất chấp những khó khăn trong thời gian qua. Cụ thể là trong năm 2016, Mỹ chi tới 38,1 tỷ đô la mua các loại hàng hóa từ Việt Nam nhập cảng qua Mỹ, nhưng Mỹ chỉ bán được cho Cộng sản Việt Nam 8,7 tỷ đô la. Như vậy, Mỹ nhập siêu hơn 29 tỷ đô la từ Việt Nam năm 2016. Tình trạng trên đã kéo dài từ nhiều năm, quá lợi cho Cộng sản Việt Nam, mà lại có hại cho kinh tế tài chính, sản xuất kinh doanh của Mỹ. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam nhập siêu của Trung Cộng là 28 tỷ đô la trong năm. Trong 11 nước giao thương với Mỹ làm cho Mỹ bị thâm thủng mậu dịch, thiệt hại cán cân giao thương nhất có hai nước là chế độ Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam. Trung Cộng là đối thủ đáng gờm nhất, địch thủ trên mọi mặt đối với Mỹ. Còn Cộng sản Việt Nam là đối tác hợp tác toàn diện của Mỹ thời Tổng thống Obama. Trong thời gian Tổng thống Donald Trump chờ bàn giao, lập tân nội các, Trung Cộng đã cắt một sợi dây mà Cộng sản Việt Nam đã đi đu với Mỹ thời Tổng thống Obama. Lập trường chính trị, quân sự của Tổng thống Trump và nội các của ông Trump là cứng rắn với Trung Cộng. Kinh tế với chính trị là môi với răng. Việc Tổng thống Trump sờ gáy kinh tế Trung Cộng là việc phải làm, phải rờ mạnh để Mỹ sớm vĩ đại trở lại. Còn Cộng sản Việt Nam là đồ đệ của Trung Cộng. Chắc chính quyền Trump sẽ đối xử thầy sao cho vậy, tức là cũng rờ mạnh gáy kinh tế của Cộng sản Việt Nam.
Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Donald Trump giờ gáy kinh tế cộng sản Việt Nam. Bài viết của tác giả Vy Oanh được đăng trên trang Việt Báo Online. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ subscribe kênh tin tức 108 TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam. Nhà hoạt động Lê Dũng từ Hà Nội cho chúng tôi biết qua email rằng không chỉ riêng ông mà cả những nhà hoạt động khác đều mong muốn điều này từ năm 2011 khi Hà Nội diễn ra những cuộc biểu tình kéo dài. Trong những cuộc biểu tình đó, hàng loạt những cá nhân xuống đường đã bị đàn áp, sách nhiễu vì lên tiếng bày tỏ, kêu gọi tự do dân chủ, nhân quyền, tôn giáo hoặc đòi hỏi môi trường sạch. Không chỉ xảy ra ở các cuộc biểu tình, những nhà hoạt động khác khi lên tiếng bằng những trang blog cá nhân cũng bị bắt vì tội chống phá nhà nước. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha cho biết, bà rất hoan nghênh khi luật nhân quyền được áp dụng ở Việt Nam. Cái điều luật đó mà được tổng thống Mỹ mà ông ký thành luật cấm mấy ông cộng sản như vậy đó, cô rất là gửi sao mình không hiểu rõ mà rất thích như vậy. Vậy đó mới xứng đáng với những gì mà họ đã gây ra với dân Việt Nam bên này, trong đó là có riêng có gia đình cô. Nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy từ Hà Nội cho biết. Thì cũng mình cũng chưa có điều kiện nghiên cứu kỹ, nhưng mà nói chung là cái vấn đề này mình rất hoan nghênh. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung cho rằng chính chế tài của luật Magnitsky là cấm xuất cảnh cho dù là công vụ hoặc đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ sẽ làm cho nhà cầm quyền Việt Nam thận trọng hơn. Riêng cá nhân Trung thì Trung nghĩ là những cái người mà lãnh đạo, nhất là trong Bộ Chính trị đó, thì họ sẽ thận trọng hơn khi mà họ ra quyết định là bắt giam hay bỏ tù hay đàn áp phong trào dân chủ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS cho biết có 3 đối tượng được xem là tội phạm phải chịu chế tài của luật này. Thứ nhất là những giới chức chính quyền và những thuộc hạ của họ, hoặc những người ngoài chính phủ hợp tác với giới chức chính quyền vi phạm nghiêm trọng quyền con người được quốc tế ghi nhận. Thứ hai là những giới chức chính quyền cướp đoạt tài sản của người dân. Và thứ ba là những giới chức chính quyền can dự vào những vụ tham nhũng lớn và đàn áp những người lên tiếng và vạch trần những sự việc ấy. Cả 3 đối tượng mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nêu lên đều là những quan chức trong bộ máy nhà nước, những người có ảnh hưởng nhiều đến các chính sách phát triển của quốc gia, kinh tế lẫn chính trị. Luật sư Ngô Ngọc Trai từng đưa ra lo ngại về luật Magnitsky sẽ tạo ra những khó khăn nhất định cho bước tiến của Việt Nam, mà hơn hết là khó khăn cho người dân Việt Nam. Đối với ông, trong bất kỳ chính sách hay ký kết nào, người dân cũng sẽ là người gánh chịu hậu quả. Nhưng mà hãy nghĩ nhiều hơn nữa tới người dân Việt Nam, những người dân thấp cổ bé họ, những người dân mà dễ bị tổn thương và chịu nhiều cái thiệt thòi, hãy nghĩ nhiều hơn cho họ, quan tâm đến họ trong bất cứ một cái kế hoạch hay là một cái chính sách nào. Chính những người dân ấy, những người trực tiếp chịu sự đàn áp, bắt bớ, tù đày, tuy vui mừng khi Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ đã tặng cho người Việt Nam một món quà nhân quyền, nhưng họ vẫn không khỏi băn khoăn để có thể hy vọng về một tương lai nhân quyền của Việt Nam, như người mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha bày tỏ. Cô thấy là họ chẳng có sợ gì vấn đề mà luật của người áp đặt họ đâu. Cô thấy rồi đó. Hy vọng thôi, còn mà tin mà họ thay đổi là không bao giờ. Dạ. Bà cho biết càng ngày họ càng đàn áp nhiều hơn vì lo sợ. Cô thấy càng ngày họ càng đàn áp thêm. Nhất là năm nay nè. Năm nay là họ là bắt biết bao nhiêu là người phạm vô tù về điều 79, điều 88. Càng ngày là họ càng sợ thì họ càng bắt nhiều người bị bắt với cái tội là cái bằng mình thấy vô dơ luôn. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung, người vẫn còn đang trong thời gian quản chế, thì nói rằng đó là phản ứng đương nhiên của một chế độ độc đảng cầm quyền. Tại vì độc tài trên đất nước hơn 90 triệu dân như Việt Nam sẽ rất là khó khăn. Đó, và lúc nào họ cũng nơm nớp, họ lo sợ bị lật đổ hết. Lúc nào họ cũng sợ ám bắt quyền lực, họ biết quyền lực họ không chính danh. Thế nên lúc nào họ cũng sợ và lúc nào họ cũng sẽ đàn áp. Do đó, cá nhân Nguyễn Tiến Trung nghĩ rằng luật Magnitsky hay bất cứ luật nào trên thế giới cũng sẽ khó mà thay đổi được tình trạng nhân quyền hiện tại ở Việt Nam.
Việt Nam có dân chủ hay không thì cái chuyện đó là phải do chính người dân Việt Nam tự quyết định đấy. Nhưng Vâng. mà nếu người dân Việt Nam không bắt tay vào hành động thì những cái đạo luật như vậy ở Mỹ dù có một cái sự giúp đỡ nhất định nào đó nhưng mà cũng sẽ không thể giúp Việt Nam dân chủ hóa được. Và không thể nào có chuyện mà tôn trọng nhân quyền Việt Nam hoàn toàn được. Mẹ của tù nhân Đinh Nguyên Kha cũng khẳng định. Tự thân mình đứng lên, mình phản đối họ những gì họ sai trái thôi, chứ còn mà thể ra mà nói là cho họ làm tốt hơn hay gì là cô thấy là không có đâu. Một trong những hình thức bắt tay vào hành động như cách nói của Nguyễn Tiến Trung hay đứng lên phản đối của bà Nguyễn Thị Kim Liên là cách mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từng cho biết khi nói về luật Magnitsky. Theo ông, nếu người Việt Nam muốn khai dụng những biện pháp trừng phạt này đối với những giới chức là đối tượng bị trừng phạt trong nước, thì cần phải thực hiện hồ sơ đầy đủ và chuyên nghiệp. Ở trong nước cần phải học ngay cái cách thức để mà làm được cái bản báo cáo đúng theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc, chứ không các chuẩn quay video này kia rồi là ra lên hô hô lên thì không được, bởi vì cái thủ tục của nó phải rất là chi theo đúng cái tiêu chuẩn quốc tế. Những hồ sơ và danh sách ấy sẽ được chuyển đến các dân biểu, thượng nghị sĩ để yêu cầu trình lên tổng thống. Kim Vân, thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, thành viên của Khối Nhân sanh Hội Cao Đài cho biết những điều kiện cần thiết để thiết lập một bộ hồ sơ đúng tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc. Có một cái tiêu chuẩn nhất định mà trước đây thì đã có làm báo cáo và những cái trường hợp vi phạm đó, thì đồng thời mình cũng có mình theo đúng cái tiêu chuẩn quốc tế. Tại vậy Liên Hiệp Quốc của các quốc gia đã ký và trong đó có kể có Hoa Kỳ đã công nhận, thì mình sẽ làm ra một cái bản giống như là viết ra cái bản tường trình, xong sau đó là mình nói vào ở cái luật đó, rồi xong mình đính kèm vào thêm những cái danh sách nào mà mình có được mà mình biết chính xác, thì như đó là một bộ hồ sơ chính. Cũng theo cô Kim Vân, ngoài trang mạng BPSOS, những tổ chức xã hội dân sự như Hội Phụ nữ Nhân quyền, các tôn giáo như Phật giáo Hòa Hảo, Khối Nhân sanh Hội Cao Đài vân vân đều có các buổi học về cách thiết lập bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc đề nghị áp dụng chế tài của luật Magnitsky đối với các đối tượng vi phạm. Luật Magnitsky, như mọi người cho biết, cho dù họ vui mừng và hoan nghênh đón nhận vì tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng trong nước, tuy nhiên, họ cũng nhận thấy rằng dân chủ cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam, chỉ có người Việt Nam quyết định. Sau một thời gian dài tranh đấu và thương lượng, ngày 8 tháng 12 năm 2016, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Trong luật này có điều luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky, gọi tắt là luật Magnitsky, quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Nói rõ hơn về những tội danh này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch Ủy ban cứu trợ người vượt biển, gọi tắt là BPSOS, cho biết có ba đối tượng có thể bị trừng phạt. Thứ nhất là những giới chức chính quyền và những cái thuộc hạ của họ hoặc là những cái người ngoài chính phủ mà hợp tác với lại giới chức chính quyền để mà vi phạm một cách nghiêm trọng các cái quyền mà được quốc tế công nhận, được quốc công nhận. Cái thứ hai đó là những giới chức chính quyền cưỡng đoạt tài sản, bất động sản vân vân của người dân, giống như trường hợp dân vụ ăn xảy ra ở Việt Nam. Và thứ ba đó, cái nhóm thứ ba là những giới chức chính quyền mà can dự vào những vụ tham nhũng lớn và rồi đàn áp những người mà đi phanh phui những vụ ấy thì đều là nằm trong cái thành phần đối tượng. Theo tiến sĩ Thắng, có hai con đường để đưa những danh sách của những đối tượng trên đến Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian 120 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ. Cách thứ nhất là gửi đến một số ủy ban đặc trách, hữu trách trong Thượng viện, Hạ viện để đưa lên Tổng thống. Bên cạnh đó, Văn phòng Dân chủ Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có thể đệ trình lên Tổng thống. Do đó, nếu người Việt Nam muốn khai dụng những biện pháp trừng phạt này đối với những giới chức là đối tượng bị trừng phạt trong nước, thì theo lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cần phải thực hiện hồ sơ đầy đủ và chuyên nghiệp. Lập cái hồ sơ và chuyển cái danh sách ấy, các hồ sơ ấy đến cho các quyền bộ thượng nghị sĩ để mà yêu cầu chuyển qua lên Tổng thống.
cũng như đồng thời chúng ta cũng có thể chuyển những cái này cho cái bộ phận mà dân chủ nhân quyền và lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để yêu cầu chuyển cho Tổng thống Hoa Kỳ. Ở trong nước cần phải học ngay cái cách thức để mà ra được cái bản báo cáo đúng theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc. Chứ chúng ta chẳng quay video này kia rồi là ra lên, chơi hô lên thì không được. Bởi vì cái thủ tục của nó phải rất là chi tiết theo đúng cái tiêu chuẩn quốc tế. Dự luật HR-624, tên chính thức là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu mang tên Magnitsky, đã được thông qua với số phiếu đa số của lưỡng viện quốc hội và cuối cùng được Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Điều luật này áp dụng trừng phạt với các giới chức chính quyền vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và cả các cộng sự viên của họ. Để xác định mức độ vi phạm nghiêm trọng của đối tượng bị trừng phạt, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết có hai yếu tố cần phải lưu ý. Ở đây có hai cái yếu tố chúng ta phải để ý. Thứ nhất là chúng ta phải chứng minh được cái mức độ nghiêm trọng. Ví dụ như là có vấn đề đánh đập, ví dụ như có vấn đề tra tấn, ví dụ như có cái trường hợp mà bị bỏ tù rất lâu năm, bị án bỏ rất nặng, thì cái đó hoặc là tái diễn. Không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần đối với rất nhiều các cái thành phần, ví dụ như là các cái cộng đồng tôn giáo ở trong cái huyện ấy hoặc trong cái tỉnh ấy, thì chúng ta thiết định được rằng cái độ quan trọng của nó. Thứ hai đó là ra cho truy ra được những thủ phạm thực sự nằm ở đằng sau những cái lệnh đã. Trong tất cả những vụ đàn áp, bắt bớ, đánh đập, nói chung là những hành vi vi phạm nhân quyền diễn ra ở Việt Nam, người dân chỉ biết đến lực lượng công an, dân phòng, an ninh là những người có mặt ở nơi xảy ra đàn áp. Do đó, phải nhắm vào đúng đối tượng, giới chức chính quyền là những người có cơ hội sang Mỹ, có tài sản ở Hoa Kỳ. Cấp rất thấp thì họ nhiều không bất cần, bởi vì họ có bao giờ qua Mỹ đâu và có bao giờ có tài sản, hoặc là có bao giờ gửi thân nhân qua Mỹ để mà du học ở luôn lại Mỹ để giữ tài sản. Trước đây, năm 2012, luật Magnitsky được Thượng viện Mỹ thông qua và áp dụng riêng với Nga. Với dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng NDAA 2017 vừa được ký thành luật, luật Magnitsky đã được mở rộng phạm vi ra các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam, là quốc gia bị Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đưa vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, gọi tắt là CPC. Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, thì điều luật này sẽ có một ảnh hưởng nhất định nào đấy về quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nếu như có một cái sự kiện nào đấy và phía chính phủ Mỹ, các cái đoàn thể bên đấy họ đánh giá rằng có một cái cá nhân, một người nào đấy ở Việt Nam mà đã vi phạm nhân quyền mà có một cái công tác sang bên Mỹ mà bị cản trở, thì hẳn sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, ông đưa ra lo ngại về điều luật Magnitsky sẽ tạo ra những khó khăn nhất định cho bước tiến của Việt Nam và sau đó là khó khăn cho người dân Việt Nam, người mà ông gọi là tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi nhất trong tất cả những chính sách hay quyết định mang màu sắc chính trị. Thứ nhất là cái việc cái chế tài thì cứ chế tài, làm mà các vị làm như nào cho đúng, đấy, hợp lý. Cái thứ hai nữa ấy, là cũng đừng có đẩy chính quyền Việt Nam đi xa quá, khiến cho là người ta muốn có cái sự tiến bộ ấy, nhưng mà tất nhiên là nó có những cái gì đấy khiến người ta chưa làm được, thì hãy giúp người ta là chính. Đấy, chứ đừng có đẩy người ta vào cái thế mà rồi cuối cùng thì nhân dân này gánh chịu cái hậu quả. Luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng cần phải cân nhắc rất nhiều, vì theo ông, hơn 90 triệu người Việt Nam là đối tượng cần được quan tâm trước hết trong bất kỳ hoạt động nào. Đấy, nhưng mà tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở hải ngoại hay là chính phủ Mỹ chẳng hạn ấy, khi làm việc tất nhiên là các vị đã cân nhắc rồi. Đấy, đã tính toán rồi, nhưng mà hãy nghĩ nhiều hơn nữa tới người dân Việt Nam, những người dân thấp cổ bé họng, những người dân mà dễ bị tổn thương và chịu nhiều cái thiệt thòi, hãy nghĩ nhiều hơn cho họ, quan tâm đến họ trong bất cứ một cái kế hoạch hay là một cái chính sách nào. Một số ý kiến khác thì tỏ vẻ lo ngại với chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump thì luật Magnitsky sẽ không khác gì mớ giấy vụn. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phủ nhận hoàn toàn luồng dư luận đó và cho biết điều luật này do Quốc hội thông qua sau khi nhận được đa số phiếu ủng hộ từ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Do đó, Tổng thống Barack Obama bắt buộc phải ký ban hành và sau khi đã thành luật thì bất kỳ tổng thống nào cũng phải áp dụng và chấp hành.
Cho dù có nhiều ý kiến nhận định khác nhau, thế nhưng đa số những phản hồi từ Việt Nam, đặc biệt là những người hoạt động cho nhân quyền Việt Nam trong và ngoài nước, đều xem đây là món quà mang nhiều ý nghĩa mà Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Obama dành cho Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở. Hai đạo luật nhân quyền và tôn giáo được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đặt bút phê chuẩn trong tháng cuối cùng của năm 2016, cũng là tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ 4 năm của ông.